À, xuất sắc không? Hello cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Mập Food nha. Thì hôm nay Mập với kế bên Mập đó là Hoàng tốc độ cả nhà. Hoàng tốc độ thì hôm nay cái món rất là thơm. Đúng không anh? Ừ, giới thiệu đi, giới thiệu đi. Thơm quá cả nhà ơi. Đó cả nhà món gì? Đó. Đó chứ hôm nay Mập với lại Hoàng đang có mặt tại quận 10 cả nhà. Địa chỉ cụ thể ở đây là Bún Mắm Cô Ba, 523-8 Nguyễn Chí Phương, phường 8 quận 10. Thì Bún Mắm Cô Ba này Mập với lại lúc trước cũng Hoàng. Hoàng với lại ai ta? Thì ở bên đường Phan Quýt gần nhà Mập cả nhà, ở bên Gò Vấp. Thì ở đây là cũng có một quán nữa, thì nó chung chủ luôn, đó là Bún Mắm Cô Ba luôn á cả nhà. Thì ở đây là một cái địa chỉ thứ hai của Bún Mắm Cô Ba. Thì hôm nay Mập với Hoàng đi quay gần ở đây thì thôi tấp vô đây ăn luôn, giờ chạy về đó thì xa quá, tại vì Hoàng nó nói chung thì lâu lâu nó cũng thèm ngang xương vậy đó cả nhà. Đó thì Hoàng là đạo bún mắm, đạo lẩu mắm, mắm kho rồi cái kiểu. Thì hôm nay đạo mà em ăn một tô thì sao mà đủ. Đạo thôi chứ ăn no đấy. No đấy hả? Với lại bún mắm là ăn là uống nước nhiều lắm đấy. Rồi nói chung là bún mắm Cô Ba thì khỏi phải chê cả nhà. Mập quay hồi lúc trước Mập bút băng thì Mập cũng có mua vài lần về quay rồi. Rồi sau này thì có mấy đứa thì Mập cũng giới thiệu với mấy đứa là bún mắm Cô Ba mấy đứa cũng khen ngon. Thì hôm nay thì mình có dịp lúc trước giờ ăn thì ăn ở Phan Quýt thôi, còn lần này thì mình ăn thử, nói chung cũng chung thì chắc một nghĩ chung công thức thì nó cũng không có gì khác biệt đâu, nhưng mà mình ăn ở đây thử xem như thế nào nhé nha. Thì em biết cái phần đặc biệt ở đây giống như bữa trước em ăn á, thì em nhắm ăn cỡ được mấy tô? Em chắc là chục tô rồi mà hôm nay thưởng thức thôi. Thì Mập nghĩ cái tô này chắc phải chứa được tầm 4 tô ở bên Bún Mắm Cô Ba nữa nha. Bữa trước á, thì có anh kia anh đề xuất là em dẫn mấy đứa ra ăn 3 phần Bún Mắm Cô Ba thử, mà bữa mấy đứa ăn tới 6 phần luôn hay gì á. Đó thì hôm nay ăn một tô vậy thôi cả nhà. Nhưng mà đặc biệt cái là sẽ cho nhiều topping vô cho Hoàng nó thưởng thức, ăn cho nó kích thích được cái kiểu nha. Đây. Thì bây giờ mời cả nhà vô quán chung Mập nha. Đó, địa chỉ cho Mập xin nhắc lại đó là 523-8 đường Nguyễn Chí Phương, phường 8 quận 10 nha. Giờ mở cửa là 9 giờ tới 22 giờ. Rồi. Rồi, hello bé. Thì ở đây là gọi là cái vàng rau mình ăn chung nữa nha. Để Mập giới thiệu đây là có cái gì đây. Kèo nèo nè, cái này kèo nèo á, kèo nèo đúng không anh hay là tôi tưởng? Kèo nèo, bông súng, giá, cái này là rau muống bào, rau đắng, bắp chuối và bên đây là rau thơm. Ở trên đây thì phía trong thì mình có là chả ớt, chả cá, heo quay, tôm, trời tôm này nhìn là biết tôi ha, rồi mực, đó, topping nữa cả nhà. Thì bây giờ mình vô mình coi thử cái một tô nó bự hay là nó như thế nào để mình kêu cho Hoàng ăn nha. Đây. Để bây giờ hỏi chị coi. Chị cái tô này chị nhắm bao nhiêu, được bao nhiêu tô của chị? Chứa được bao nhiêu tô của chị? Anh Linh nhấu này không biết nhấu. Cái này chắc khoảng tầm 5-6 tô hả? Đã rồi anh thử làm giùm em 6 tô hủ rồi nó chứa được hết không? Dạ, 6 tô mà như là cái đặc biệt của anh là em thấy là như 90 ngàn á. Dạ. Dạ. Anh cứ làm topping rồi vô hoành tráng nha. Dạ. Quay không?
Hồi chút đi, chú nói kênh của chú chắc con biết. Chú này mới quay. Có cho con coi rồi. Chú này là mới quay mà đi theo nãy giờ luôn á. Anh vô là nhìn đường lồn em làm biết rồi đó. Nãy giờ nó cứ đi theo hoài kìa. Bấm me luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Uống kìa, em lấy ra cho anh này. Rồi cô coi được uống rồi, con cảm ơn anh cô. Có tuần nữa mình đông. Rồi thì hồi nãy đó, cái nhà thì Mập giới thiệu thì nó cũng còn thiếu vài thứ. Đó là cá, cá lóc cơ nhà. Ở bên kia thì nó đó. Trong cái dĩa đó nha. Và không thể thiếu đó là cà tím. Rồi, chị đang trụng cá lóc kìa, cả nhà thấy hấp dẫn không? Kìa, mà quay thôi. Còn bên đây là cái nước lèo, nước trùng đó là để miếng rồi. Dạ. Cho em hỏi cái nếu chị chia sẻ được chia sẻ nha. Cái mắm của mình là mình nấu là mắm cá gì chị? Mắm linh với mắm chặt rồi. Ồ, dạ. Em thì nhà em cũng có bán mắm luôn á. Nhà em bán mắm cho đốc. Cũng mắm linh, mắm sặc, mắm chèn, mắm chốt rồi cả nhà. Đó thì cả nhà có nếu mà có mùi liên hệ số điện thoại là 0879 299 932. Mập bán tất cả mắm luôn, mắm cá lóc, mắm cá chèn, mắm cá chốt, mắm cá sặc, mắm cá linh rồi. Đó. Cái đo được mấy? 6 rồi. 6 á. Chứ cho tất bên hoành tráng lên sắp đẹp lên là tờ đó cũng 6 kg chứ gì. Dạ. Nặng cái. Nặng hết con nó đi. Em nhiều. Nè. Em nhiều nè. Trời trời. Trước giờ anh trai bán là có mấy bạn ăn nhiều nhiều giống như tụi em vô ăn thử thách nhiều không? À, nếu mà ăn nhiều thì chỉ có cái bé mà nó bên bún cá sứa gì đó. Linh Đan. À Linh Đan là mỗi ở đây. À, ăn là một lần là hà một tô đặc biệt, một cái đầu cá, một chén đồ ăn thêm hai dĩa rau là nhiều nhất rồi đó. Dạ. Nhưng mà nhóc này là nó ăn chắc có thể là hà được một tô rưỡi đó đó, nhưng mà hôm nay em muốn cho nó ăn một tô nó cũng mất rồi. Bạn hai nãy mình tao đòi lấy gì ạ? Bạn hai nãy tao đòi. Cái này là đặc biệt. À, cái sợi bún của mình là sợi bún chung hay là chung, chung á nha. Thường thường thì mình ăn nó nhiều chỗ thì người ta sẽ chọn cái sợi bún có chỗ thì sợi bún nhỏ, có chỗ thì sợi bún giống như bún bò cũng có luôn. Mà bún mắm của ba thì sẽ là bún mắm ở vô sợi bún chung như thế nha. Ba con tôm với 6 phần 18 con tôm. Trời. Bây giờ ai ôm nè múc nè. Bữa nóng á, phải bưng nguyên cái làm cái đặc biệt cho. Rồi. Chụp lên chụp đi chụp. Dạ khỏi cái sơi. Em xin luôn chén này nè. Em lấy rồi. Ăn hết rồi đó. Ôi ôi. Nhiều thế. Mấy cô đây trầm trồ quá trời. Cô tên Nam, cô tên là ngày nó ăn không cô? Ngày nó ăn á. Ăn hết luôn hả? Hả? Hết không? Chắc hết. Chắc hết hả? Bữa giờ là nó ăn cứ tô mấy tô mấy. Em ăn hết này đi rồi nó thiếu nước cho anh chăm cho em. Rồi ok, cảm ơn anh. Nói chung là anh chị đây cũng rất là vui vẻ, nhiệt tình vậy đó nha. Chú nguyên cái mâm quá, chú bưng nguyên cái mâm. Chị. Hai người đi. Vô quý. Mình làm cái đặc biệt xong không muốn cho cắt cho nó. Nó quặt vô, chừng đoạn. Ừ.
Ở đây nào. Thôi ngồi đây luôn đi. Bưng cái lòng. Bưng ra hả? Dạ, để bưng ra cho. Thử thách. Đó. Rồi, ok cái nhà ơi. Và cái tô này á, hồi nãy thì anh nó làm bao nhiêu? 6 tô. 6 tô là topping là 6 phần luôn á nhà. Cái tô mình có thể chứa được 6 phần thì cái tô này cái dung tích của nó là 6000 ml là 6 lít đó. Thì 6 phần mà 6 phần đặc biệt anh cho anh cái menu ấy. Đây có nè. Đây. Đây tô đặc biệt là 90.000 cả nhà không? Đó, ngoài ra thì mình có tô thường là 80 nè. Bún đầu cá lóc là 80 nè. Đầu cá lóc thêm 15 nè, chén đoàn thêm nè. Đó các nhà có thể tham khảo ha. Rồi, ok. Rồi thì cũng giống như cái này giống như thử thách bình thường của Hoàng thôi cả nhà. Thì hôm nay Hoàng ăn thử nước thôi. Đó thì nó cũng sẽ có hai mức cho Hoàng. Nếu mà Hoàng ăn hết cái mà không húp hết nước á thì Mập sẽ thưởng cho Hoàng 1 triệu. Còn nếu mà húp hết nước luôn thì sẽ là 1,5 triệu. Dạ. Rồi ok không? Dạ ok. Ừ rồi. Dạ. Có thời gian gì không? Thôi em anh nghỉ khỏi bấm thời gian đi. Mời cả nhà nha. Rồi ăn đi em. Cái này là nước gì đây? Đúng rồi. Gì? Đổi em có ăn xíu cái gạo không? Được đó. Mè ấy nha. Cái đồ đũa này là đồ đũa của nó luôn nè nha. Để Mập khuấy lên cho cái nhà coi. Xuất sắc không? Nè để quệt chấm con tôm nha. Nè em. Cảm ơn. Anh là chảy nước miếng nữa rồi. Cầm tay. Rồi, ăn đi. Chúc em ngon miệng. Mời cả nhà ăn với Hoàng nha. Tất bình của vui cả nhà. Ừ, hay quá hay. Nói chung là bún mắm của bà là nấu là kiểu giống như kiểu miền Tây á, là có đủ hết. Chả cá rồi cái kiểu ha. Chả cá là cả nhà. Mày nhiều quá nhờ, một tô 90.000 cả nhà biết là nó hoành tráng như nào rồi đó. Bà này là 6 tô 90.000. Bây giờ anh coi 4:26, 4:26 nha. Bay rồi cái xò cá lóc rồi đấy nhỉ? Em có ăn ớt xiêm không? Nãy có ớt xiêm đó. Dạ. Ớt hả nhờ? Chạy nước miếng. Không được.
kiếm gì? Kiếm trà tím à, đúng không? Trà tím ở dưới. Nãy anh thấy anh có để trà tím. Hay quá. Trong cái nghề này là ngồi em ngồi em ăn mà người khác nhìn em là phải thèm thuồng. Cái giá thì nó cao, đúng rồi, tiền này của nấy thôi. Cái củ bà ở cái ớt rồi, ớt chả ớt rồi. Múc nãy giờ em thấy toàn topping chứ không thấy bún. Nó dưới á, em bế rồi. Anh hạn chế nói chuyện để nước miếng nó người ta chảy. Đây, cái không thể nào thiếu trong những cái món mắm của miền Tây mình đó là bông súng, mà phải là bông súng tím nha. À. Thank you.
Trái ớt ở nhà nó bị xúc cái vỏ hay nè. Nhưng mà trái ớt mà người ta làm chả, người ta lấy hết cái ruột cây luôn, nó không có gai. Ừ, không có gai được. Hồi xưa Sài Gòn này là có mấy cái chỗ mà nó hot, nó bán khổ qua cà ớt á. Mà bây giờ thấy ít người bán. Mấy cà tím này cả nhà. Đúng tủ luôn. Anh cũng thấy cà tím mà nướng. Đúng rồi, ngon lắm à. Ăn với mỡ hành nha. Nước tương nha. Hết sảy.
chị nào nó trả đây. Đây là ở đây là cô cho con. Dạ. Cảm ơn con. Vô gì sự nghiệp giùm miệng. Ồ, để cái kìa. Nói giờ oi luôn. Anh Linh, Phương, anh thấy em không? Ờ, anh thấy tàn hình đây. Anh đứng tàn hình. Không nghĩ một ngày nào đó cái nghề bệnh lại khổ như cái nghề do dịch đấy. Nhưng mà nhiều khi có những người giống như anh này nè, ngồi coi em ăn rồi khán giả mới cảm nhận được cái độ nó ngon cỡ nào. Chứ nhiều khi em diễn tả thì khán giả này nó nhiều khi nó ăn nó ngon nó dở thì chỉ nó biết thôi. Rồi ngồi đây chịu nổi cái nhà nước miếng ngực ngực luôn, xong á đắp thèm thèm phải tém vô, xong mới hút miếng nước rồi đó. Rồi thì mùi mắm mà. Ở đây mà ai mà fan bún mắm comment cho hàng biết với nhau. Cà tím ngon quá. Heo quay cũng ngon nữa. Cũng có lớp mỡ nha. Ăn béo. Lớp nè. Nãy giờ mới dễ nha. Cá lóc ở đây ăn xương lắm. Mà dường như là lấy rất là sạch luôn á. Nãy giờ mang không còn miếng xương luôn á. Cũng là cà tím. Chuyển lên nhai á, sực sực cũng có nhai. Alo. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ 22. Dạ anh bắt chùm em đi, có người trong nhà đường. Có quy định 30 phút này. Dạ nó ăn nhanh quá cô, nó ăn nhanh quá rồi chị, con để cho nó ăn luôn. Chứ giờ ví dụ như con cho 30 phút, 40 phút mà ăn không tới. Ăn nhanh. Cô biết thôi, con làm nó ăn nửa ký bún rồi có 10 giây á. Mấy gì? 13 giây. 13 giây nửa ký bún.
Em ăn rồi nó đi đâu rồi, nó hỏi cái đó. Dạ. Cái đó mà mình cũng
không ăn được. Con nhìn nó trên người chú đâu có chỗ nào phì ra đâu. Đúng không? Nè con nhìn người chú ơi có đâu có chỗ nào phì ra đâu. Bây giờ con hỏi cái tô đồ ăn của chú đâu mất tiêu rồi. Tại vì chú ăn rồi đâu mất tiêu rồi. Không biết luôn. Đúng không con? Con không biết mắc hoài luôn. Đang về. Chuyển đi. Ba tô về để mấy luôn. Cho má người ta có được 500 nữa. Đây. Rồi giao tiền luôn kìa, giao tiền. Dạ. Ta tiền ăn có 6 tô ở chưa. Giao tiền, giao tiền. Đây. Còn mặt đã. Ăn tiền cho lên. Hôm nay là hôm nay vậy là ít đó cô, có mấy bữa là 4 5 triệu, có 3 4 triệu, 2 3 triệu. Tùy 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 cái mức độ ăn. Giao tiền lên, giao tiền lên. Dạ. Có địa chỉ đây là bao nhiêu? Cho con chụp nó cho con kìa. Con chụp đi con. Coi chùa là thích cái tiền đó. Bây giờ cái tiền đó. Đó. Mình có tiền. Dạ. Yeah. Em vô em like. Em coi chùa là ok. Và cái tô bún mắm của Hoàng ăn là bún mắm cô ba nha cái nhà. Ở đây thì có hai địa chỉ đó là 451 Phan Quy Ích, phường 14, quận Gò Vấp. Đó, cái đó thì gần nhà mập. Còn cái địa chỉ hiện tại ở đây á là 523-8 Nguyễn Duy Phương, phường 8, quận 10 nha. Đó thì ai ở gần ở chỗ nào thì mình tới mình ủng hộ cái nhà. Đồ ăn nhiều nè, chất lượng nè. Đó rồi topping đầy đủ, nói chung là đúng khẩu vị miền Tây luôn. Đó. Thì em kể em thấy sao? Ngon anh. Ngon à. Topping này kia là tươi nè. Đặc biệt là em phải nhất là cái em nói gì không hảo cái gọi là cái gì trái ớt mà có chả trong mình. Ừ trái ớt. Ô nhưng mà nãy mang thấy đó thấy ngon đó. Ừ. Dạ. Rồi sao bây giờ là khoảng bao đầy bao nhiêu ba tử rồi? Tầm 1-2 tô đặc biệt nữa thì được. Rồi. Dạ, dạ ở YouTube cô, YouTube. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chê cho cô coi kênh của chú đi. Hả? Dạ thì cái nhà ủng hộ Quẹn nha bà, cái nhà nói chung là hôm nay cho Quẹn thưởng thức thôi, chứ nếu mà ăn mà xả ra luôn thì chắc mà kêu thêm nổi tô nữa thì Quẹn mới tới cái ngủ của nó cả nhà. Đó thì mong cả nhà sẽ ủng hộ Quẹn tốc độ và ủng hộ kênh của Mộc Food. Còn nếu mà muốn ăn muốn mắm thì ủng hộ cô ba nha cả nhà. Còn bây giờ thì anh em mình kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip. Hẹn gặp cả nhà vào những clip tiếp theo hấp dẫn nữa nha cả nhà. Đúng rồi, tụi em đúng rồi. Bye bye.